Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã biết được sự nguy hiểm của căn bệnh nha chu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với nha sĩ Nguyễn Khắc Tâm để hiểu rõ hơn về căn bệnh này nhé. Vâng, xin chào nha sĩ. Chào anh Xuân Long. Đầu tiên thì nha sĩ có thể cho Xuân Long và quý vị khán giả được biết bệnh nha chu là gì ạ? Thì nha chu nó là những cái tổ chức quanh răng. Nó gồm có núu răng, dây chằng quanh răng và xương ổ răng. Thì bệnh nha chu là nó có những cái bệnh lý ở những cái tổ chức đó. Vậy nguyên nhân dẫn đến bệnh nha chu là gì thưa nha sĩ? Cũng có nhiều nguyên nhân về mặt trực tiếp hay gián tiếp, mặt toàn thân hay là tại chỗ. Tuy nhiên có một cái nguyên nhân chính mà chúng ta phải thường nên quan tâm để ý, đó là do cái mạng bám răng. Mạng bám răng mỗi ngày nó được tích tụ nhiều dần và nó khoáng hóa, nó thành vôi răng. Và vi khuẩn nó cũng phát triển ở vị trí đó. Và cái độc tố của vi khuẩn nó đầu tiên nó gây nên cái viêm núu và nó xâm lấn dần, nó sâu dần về dưới hướng gốc răng. Và lúc đó nó làm cho viêm cái tổ chức dạ chằng, viêm xương ổ và nó làm tiêu xương ổ. Và đó là cái nguyên chính mà gây ra bệnh nha chu. Ngoài ra chúng ta có những cái nguyên nhân khác như những cái nguyên nhân về hóa học hay là vật lý, hay những cái sự đụng đập mà làm cho tổn thương cái mô núu thì nó cũng gây ra nha chu. Nhưng vẫn là cái nguyên nhân ít thường gặp hơn là chính cái mạng bám răng. Vâng, trên thực tế thì chúng ta nhận biết căn bệnh nha chu như thế nào? Bệnh nha chu thì nó diễn tiến một cách thầm lặng, thông thường thì chúng ta ít có phát hiện sớm. Lúc đầu thì ta thấy cái núu bình thường là nó rất là hồng hào. Nhưng khi mà bệnh bắt đầu khởi phát thì cái dấu hiệu viêm núu đầu tiên nó làm cho cái núu nó có cái màu đỏ hơn. Nó có thể hơi sưng hơn. Và đặc biệt là mình chảy răng thì nó sẽ bị chảy máu. Và khi nha chu nó tiến triển nhiều hơn thì nó sẽ làm cho hơi thở mình có mùi hôi, rất khó chịu. Nặng hơn nữa thì mình ấn vào các cái vị trí gốc răng thì mình sẽ thấy nó có mủ chảy ra. Đến một giai đoạn nào đó thì nha chu nó làm cho cái xương ổ nó tiêu dần và cái răng nó lung lay. Đến một giai đoạn nó có thể rụng luôn cả cái răng này. Để phòng tránh được căn bệnh này hiệu quả thì chúng ta nên làm những điều gì thưa nha sĩ? Nguyên nhân chính nó vẫn là do những cái mảng bám tích tụ từ cái vị trí tại chỗ ở cái cổ răng. Chính vì vậy mà cái việc làm vệ sinh sạch những cái mảng bám đó bằng cái cách chải răng đúng cách. Và có thể phải dùng những chỉ nha khoa và mình đã nên chải răng tốt nhất là sau những bữa ăn và trước khi đi ngủ thì không có cơ hội cho những mảng bám nó bám vào cổ răng, thì cái việc mà tích tụ mảng bám nó hạn chế thì cái việc bệnh lý nha chu nó không xảy ra. Tuy nhiên mình hay chải răng một cách thiếu quan tâm về cái phương pháp, thành ra cái kiểm soát về cái làm sạch mảng bám nó cũng không được chắc chắn. Chính vì vậy mà 6 tháng chúng ta nên đi đến các cái cơ sở nha khoa để mà mình nhờ bác sĩ kiểm soát và hỗ trợ mình làm sạch ở những cái vị trí, những cái răng trong cùng hay là ở mặt trong của các cái răng, thì cái việc làm sạch cái mảng bám nó tốt hơn, thì cái việc nó hạn chế tạo thành mảng bám, tạo thành vôi răng. Và như vậy nó sẽ giảm thiểu và cũng hạn chế cái vấn đề bệnh lý nha chu. Vâng, xin cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh nha chu không chừa bất kỳ một đối tượng nào. Vì vậy việc phòng trị thì rất là quan trọng. Hy vọng rằng cuộc trao đổi vừa rồi đã giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin cần thiết về căn bệnh này. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại trường quay của Bình Minh Cao Nguyên.